không? Cho nên là chú mong muốn ai hát trước. À. Con. Bây giờ cùng đếm 1 2 3 mọi người gọi tên ai rồi nó hát nha. 1 2 3. Tôi biết mà. Mình làm không có lợi khán giả đâu con. Không có đường lui nè. Rồi, và bây giờ là Buồn Làm Chi Em Ơi, một phiên bản rất mới mà Cường đã dành riêng cho ca sĩ Lệ Quyên. Và hôm nay Hồ Văn Cường sẽ chinh phục Buồn Làm Chi Em Ơi, một phiên bản rất mới. Cố lên. Chi em ơi, lá xanh rồi cũng phai màu, ngỡ duyên mình bền lâu, ai ngờ lại xa cách nhau. Trăng treo trên mái đầu, tâm tư nên âu sầu. Mà lại nỡ qua cầu sang ngang. Buồn làm chi em ơi, thế duyên phận cũng lỡ làng. Tiếp một đời xa xa, ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Ai gieo bao phũ phàng, và cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời. Chờ ngày mưa thôi rơi, mang nỗi sầu lìa xa tầm vơi. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian phôi phai, xin với bao một tiếng thở dài. Buồn làm chi em ơi, một tiếng thở dài.
buồn làm chi em ơi, nắng mưa nào bởi gió mình. Tất cả là thiên lý nên tình đành phải dỡ ra, xin mang theo kỷ niệm thêm bao nhiêu nỗi niềm, theo hoa rơi bên thềm và giữa mãi tận đây còn tìm, theo hoa rơi bên thềm và giữa mãi tận đây còn tìm. So với Nhâm Nhi guitar thì cái bản này nó phải gấp 100 lần. Đúng không? Hay quá. Hay quá. Em dạ 100 phần thì con không dám nhận đâu. Chứ nhiều 99 hạng cho nó 10 thôi, 10 đó. Tại vì trước đó là có rất là nhiều cô chú anh chị trình bày nó còn hay hơn nữa. Đối với con thì con kỹ thuật của con nó không có quá là nhiều. Con chỉ biết là dành hết cái cảm xúc của mình cho cái bài hát. Vậy thì con có biết rằng đó là khán giả yêu con vì cái gì không? Không phải vì kỹ thuật, vì cảm xúc, vì con là Hồ Văn Cường, đơn giản như vậy thôi. À, sứ giả cảm xúc. Wow. Cái này không phải em nịnh đâu, không phải là vì hôm nay là show của Cường, khán giả Cường em nịnh đâu. Đây là bài hát của em nói thiệt rằng là khi mà em đưa cho Hồ Văn Cường em cũng rất là áp lực. Và thực ra thì em cũng biết rằng đó là Cường cũng rất là áp lực. Đúng không? Khi mà thi một cái bài mà đã có rất là nhiều những cô chú anh chị cũng đã thành công rồi. Đúng rồi. Và không phải ai cũng dám nhận cái thử thách. Đó cho nên là cô mới nói là cũng tức chú lắm. Cũng tức chú lắm tại vì là con vừa đi học mà chú đưa cho con toàn cái bài gì mà nó toàn là nó nằm ở trên đây không? Ủa vậy, vậy cho em hỏi là khán giả có muốn Cường tức chú Cường nữa không? Con thấy chưa? Mình chơi không lại khán giả đâu con ơi. Rồi. À, một tràng vỗ tay rất là to dành cho Buồn Chị Em Ơi phiên bản Hồ Văn Cường à. Rất là chín mùi luôn. Rồi bây giờ mình không còn sự lựa chọn thay đổi và ai nữa.